trí thể thao. Những ngày đầu năm mới Nhâm Dần này lại thêm một tin vui lớn đến với bóng đá Việt Nam. Chiều ngày 6 tháng 2, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có chiến thắng 2-1 trước đội tuyển nữ Đài Loan trong khuôn khổ trận playoff tranh vé đi dự vòng chung kết cúp bóng đá thế giới nữ FIFA World Cup 2023. Với chiến thắng này, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã lập nên chiến công lịch sử cho bóng đá Việt Nam nói chung khi lần đầu giành vé tham dự sân chơi World Cup. Ngay lập tức, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam được ca ngợi như là những người hùng lập nên kỳ tích lịch sử. Đội tuyển từ chỗ đang khó khăn tìm nguồn kinh phí tài trợ để tồn tại đã nhận được cơn mưa tiền thưởng hơn chục tỷ đồng từ các cá nhân, doanh nghiệp cho đến chính phủ. Trở về nước, các cô gái được người hâm mộ và nhà nước đón như những người hùng. Đội tuyển được tặng thưởng ngay lập tức huân chương lao động hạng nhất. Chiến công của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã ghi dấu ấn lịch sử cho cả nền bóng đá Việt Nam. Thầy trò của huấn luyện viên Mai Đức Chung xứng đáng được người hâm mộ tôn vinh như vậy. Nhưng tấm vé đầu tiên đi dự vòng chung kết cúp thế giới có thực sự là bước nhảy vọt của bóng đá Việt Nam hay không? Vị trí của bóng đá nữ Việt Nam trên bản đồ thế giới hiện tại như thế nào? Với chuyên gia bóng đá Triệu Đoàn Mùi hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu thêm về vòng chung kết World Cup bóng đá nữ. Trong hoàn cảnh nào đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã giành được tấm vé đầu tiên tham dự sân chơi thế giới? FIFA World Cup nữ thì nó bắt đầu từ năm 1991, khá là mới mẻ, mới có 31 năm thôi, mới có 8 cái kỳ World Cup, và cứ 4 năm như vậy thì tổ chức một lần, cũng giống như là FIFA World Cup của Nam. 91 thì được tổ chức ở tại Trung Quốc, rồi 95 tổ chức ở tại Thụy Điển, 99 thì tổ chức ở tại Mỹ, rồi 2003 cũng tổ chức tại Mỹ, 2007 thì lại quay lại ở Trung Quốc, 2011 thì ở Đức, 2015 thì ở Canada, 2019 là cái lần gần nhất thì tổ chức ở tại nước Pháp. Như vậy thì cái World Cup nữ qua 8 kỳ tổ chức thì đến nay cũng chỉ mới có 36 đội trên hành tinh này có mặt ở tại các cái kỳ World Cup. Sau cái 8 lần tổ chức thì cũng chỉ mới có 4 nhà vô địch thế giới thôi. Đặc biệt là đội Mỹ đã được giành được cái chiếc vô địch đến 4 lần, Đức thì 2 lần, Na Uy 1 lần, và khu vực châu Á thì chỉ có Nhật là 2011 giành cái chiếc vô địch. Cái tiến trình FIFA World Cup nữ được tổ chức ban đầu, hai lần đầu tiên thì chỉ có 12 đội được dự cái chung kết. Sau đó nó từ năm 99 cho đến năm 2011, tức là 4 cái kỳ tiếp theo đó, thì là có 16 đội. Rồi hai cái lần tiếp theo nữa thì mới tăng lên là 24 đội, tức là gần đây nhất đó, là lần tổ chức ở tại Canada và lần tổ chức tại Pháp là 25 và 29 đó. Và cái lần tiếp theo này được đồng tổ chức tại Úc và tại New Zealand vào năm 2023 thì mới có 32 đội. Như vậy có nghĩa là các cái suất mà dành cho các cái khu vực cũng sẽ tăng lên. Ở khu vực châu Á đó, thì ban đầu là chỉ có 3 đội, 2-3 đội. Và lần này khu vực châu Á mới có 5 suất chính thức cùng với nước chủ nhà là nước Úc là suất thứ 6 và có một cái suất để dự playoff thì chưa biết rằng là sẽ có vào được hay không. Với cái đặc điểm như vậy đó, cho nên cái việc mà lần này ở cái khu vực châu Á thì Việt Nam đã có vinh dự tranh được cái suất chính thức, tức là ngoài 4 đội lọt vào bán kết của cái cúp châu Á của năm 2021 thì sẽ có thêm tranh một cái suất chính thức nữa. Việt Nam đã giành được cái suất chính thức này. Thì như vậy nó cũng có một giờ tăng cái suất chính thức. Cái thứ hai nữa là vì là nước chủ nhà cho nên Úc là đương nhiên được vào. 5 cái suất chính thức đó không có kể Úc. Là Úc nữa là thứ 6. Cái thứ ba nữa là cũng có một cái đặc điểm hay là cái đội mà đang có đứng đầu cái ranking của FIFA của nữ mà của khu vực châu Á là đội Bắc Triều Tiên ấy, thì họ không tham dự. Do đó cho nên là cũng có một cái may mắn. Vâng, như vậy là đội tuyển nữ Việt Nam đã giành được tấm vé đi dự World Cup 2023. Một phần cũng là có những may mắn. Nhưng nhìn chung thì các nữ cầu thủ Việt Nam của huấn luyện viên Mai Đức Chung đã có những nỗ lực rất lớn. Nhất là khi biết được họ đã phải chơi bóng trong một môi trường và điều kiện khó khăn không giống bất kỳ nước nào. Bóng đá nữ của Việt Nam của chúng ta đó, cái giải vô địch quốc gia thì nó có từ năm 1980 đối với Nam. Nhưng mà đối với bóng đá nữ thì từ năm 1990 thì mới bắt đầu cái giải vô địch bóng đá nữ. Nhưng mà phải mãi đến năm 1997 thì chúng ta mới hình thành được cái đội tuyển quốc gia để tham dự các cái giải của cái cấp khu vực, tức là ở Đông Nam Á thôi. Và cái giải vô địch quốc gia thì nó cứ trồi sụt, 6 đội lên 8 đội, rồi cũng chỉ xuống 6 đội, thậm chí có lúc 5 đội.
và phần lớn thì các cái đội là nằm ở cái khu vực phía Bắc nhiều hơn. Ở phía Nam thì ban đầu có thành phố Hồ Chí Minh, rồi sau đó có Long An, rồi Đồng Tháp, vân vân. Nhưng mà rồi dần cuối cùng thì đến cái những cái mùa giải gần đây thì khu vực phía Nam cũng chỉ còn lại có đội của thành phố Hồ Chí Minh. Cái bóng đá nữ thì nó có 4-0 như chúng ta nói. Cái không đầu tiên hết là không có cái giải chuyên nghiệp so với bóng đá nam, tức là có V-League. Vì sao? Là vì nó cũng không có câu lạc bộ chuyên nghiệp. Thứ ba nữa là cũng không có những cái nhà tài trợ lớn để mà tài trợ cho các câu lạc bộ. Cho nên đối với lại các cái câu lạc bộ thì chủ yếu là cái quản lý của ngành thể thao. Nếu mà chúng ta nói tiền thưởng không thì nó cũng không đúng. Nhưng mà cái tiền thưởng đối của một cái giải vô địch quốc gia đối với các cái đội nữ nó chỉ bằng 1/10 của bóng đá nam. Đặc thù của bóng đá nữ Việt Nam thì chúng ta thấy là cũng chưa được sự chăm sóc và chưa phát triển bài bản. Và đồng thời cũng là mặc dù có một cái quá trình phát triển cũng phải nói là hơn 30 năm rồi từ khi có cái giải vô địch quốc gia tới bây giờ, nhưng mà bóng đá nữ vẫn cứ vậy thôi, có chừng 6-7-8 đội và với cái lực lượng rất là ít ỏi. Thành ra với việc mà đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam mà bước vào cái vòng chung kết của World Cup góp mặt cùng với những anh tài mà trên thế giới cũng chỉ mới có 36 đội có mặt cái vòng chung kết của World Cup, thì bóng đá nữ của Việt Nam nó vẫn trong cái tiến trình, tức là còn mang nặng tính chất nghiệp dư và cũng rất là ít ỏi, chưa được phát triển nhiều nhưng mà đã giành được cái thành tích như vậy thì rõ ràng nó cũng mang lên một cái niềm phấn khởi cho những người hâm mộ cũng như là người làm quản lý của thể thao và đặc biệt là đối với bóng đá của Việt Nam hiện tại. Như ông vừa phân tích thì bóng đá nữ Việt Nam vẫn mang nặng tính nghiệp dư tham gia sân chơi lớn thế giới. Tới đây với các đội tuyển bóng đá thực sự là chuyên nghiệp thì đối với đội tuyển Việt Nam chỉ là vấn đề danh dự và niềm tự hào. World Cup vẫn là sân chơi quá rộng. Ông có nghĩ như vậy không? Nếu mà ở cái khu vực Đông Nam Á đó, thì đây là một trong những cái đội mà đứng hàng đầu. Thành tích của Việt Nam cũng rực rỡ, cũng ngang ngửa với lại Thái Lan. Ra cái tầm cái châu lục, tức là ở châu Á, thì Việt Nam cũng chỉ mới có một lần là đứng hàng tư ở Asian Cup thôi, chứ chưa có cái thành tích gì ghê gớm. Nếu mà gọi là để ngang tầm với lại Trung Quốc hay là Nhật hay là Úc hay là Bắc Triều Tiên rồi Hàn Quốc thì chưa thể nào chúng ta có sánh ngang được. Bởi vì Trung Quốc đã có 7 lần tham dự trong 8 cái kỳ World Cup đó. Nhật Bản có đến nghĩa là đủ 8 kỳ, Úc cũng đến 7 lần. Bắc Triều Tiên thì có đến 4 lần tham gia, Hàn Quốc thì có đến 3 lần tham gia. 5 cái đội bóng hàng đầu này của cái khu vực châu Á đó, thì họ còn có thể tranh chấp những cái đội bóng mạnh để mà có thể có một đội tuyển để mà tham dự được cái World Cup đó. Thì nó đòi hỏi phải có một cái phát triển bóng đá mà nó mang tính chất chuyên nghiệp hơn. Hầu như tất cả các cái đội tuyển ở cái khu vực châu Âu của Mỹ hay là Brazil, đó là những cái đội bóng mà các cầu thủ được chơi ở tất cả những cái giải chuyên nghiệp và họ có thể chơi quanh năm suốt tháng với những trận đấu ở cái đỉnh cao. Trong khi đó thì đội tuyển Việt Nam vẫn còn cái tình trạng nghiệp dư như thế, thì chắc là cái việc mà chúng ta lọt vào World Cup nó là một cái vinh dự, nhưng mà cái khả năng để mà chúng ta có thể chơi được ở cái sân chơi lớn này thì chưa thể được. Cái kỳ World Cup tới, người hâm mộ cũng theo dõi để thấy cái khả năng chúng ta có thể như thế nào, để từ đó những cái nhà quản lý của thể thao và bóng đá đó cần thay đổi cái cách làm ra sao, cũng như là có thể đầu tư cho bóng đá nữ của Việt Nam, thì lúc đó mới có cái hy vọng chúng ta có thể sánh ngang với lại những cái đội bóng ở cái cấp của châu lục và đặc biệt là ở cái trình độ của thế giới. Chúng tôi xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Mùi. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.